hơi giọng hai thì nha. Xe này, clip này quay xe của người em mua từ 4 món nha mọi người: sườn, lốc, cà vẹt, biển số. Bây giờ đang phục dựng lên nguyên bản. Tại vì tại sao mình lại rất thích cái chơi cái cách kiểu mua từ 4 món phục dựng lên, có nghĩa là người em này chơi theo cái phong cách như bên mình là mua 4 món rồi tài chính bao nhiêu thì bỏ vô cái xe bao nhiêu, là mình biết được giá trị từng con ốc, từng chi tiết trên xe của mình ra bao nhiêu tiền nha mọi người, là không sợ bị sai lệch lầm hay là gì đó một con ốc nào hết, không sợ bị bùa bị vẽ gì hết ha. Đó là cục máy. Thì người em này mua đồ zin theo xe, mua cái gì thì anh phát ráp vô cái đó, bơm nhớt linh tinh tinh cũng vậy, mô bin sườn rồi thậm chí cả từng con ốc nữa, ốc và dĩa vỏ xe đó. Chủ xe muốn vô cái gì thì đem lại anh phát vô cái đó ha mọi người ha. Nói chung là chơi kiểu này là đúng là ngon bổ rẻ, không sợ bị lầm, bị tất cả kể cả một sợi dây điện này cũng không sợ bị lầm nữa nha mọi người. Đó, người em chủ xe mua gì thì gắn vô đó. Này lên hình cái khung xương xương rồi nè mọi người. Đồ gì đồ, nhưng mà quan trọng là cục máy thì người em mình chơi mình săn ý nha mọi người. Made in Italia. Bà con IC thế hệ mới, vừa xếp bằng máy tính vừa xếp bằng remote nè mọi người. Xe này là đời thấp, số lớn. Một cái nhông sinh dĩa cũng được tự quyền quyết định luôn nha mọi người. Muốn nhông sinh dĩa là bao nhiêu tiền thì vô bao nhiêu đó. Cái đèn trước đèn sau gì cũng vậy, rồi dàn chân ốc tán, muốn chỗ nào salaya thì nó phát gắn salaya, còn muốn chỗ nào ốc zin, ốc thường, ốc kiểu gì đó tự người chủ xe thỏa sức sáng tạo nha mọi người. Muốn nữa còn salaya nữa còn zin thì cũng được nha mọi người. Chơi kiểu này là hoàn toàn theo ý của mình luôn, không có theo bất cứ của ý ai luôn. Tại vì một cái mình mua một con xe khi đã dọn sẵn thì người ta dọn sẵn, mình là người mua thì mình là người chơi theo cái sở thích của cái người dọn nha mọi người. Còn chơi cái kiểu này là mình thích gì mình dọn đó, mình thích gì mình vô đó, không ai mà có thể sắp đặt được cho mình hết ha. Đó, người em chủ xe này mua cái gì đó rồi đem lại anh phát, anh gắn vô, cần cái món nào mà không biết, không cần không ấy thì anh phát anh sẽ tư vấn cho. Còn linh tinh là chủ xe tự quyết định hết nha mọi người. Lòng theo xe, nắp theo xe, muốn có máy thì mua bỏ vô ha mọi người. Phụ chứ e chứ ga con gì bây giờ gì đó, áo loại máy là máy là máy, đĩa loại máy là máy, là cứ mua rồi anh phát anh gắn vô là xong. Rồi, giờ em Hảo đang phục dựng từ từ nha mọi người, gấp ngày chút. Nói chung là xe của người em gần nhà anh phát nên cũng không có gì gấp. Ngày kỹ, ngày chút. Đồng hồ nền trắng, dưới đây tím. Độc lạ Bình Dương luôn nha mọi người. Đó, mua gì gắn gì thì đem lại cho anh phát anh gắn vô. Nhanh gọn lẹ. Chưa đổ xăng, chưa đổ nhớt. Để chút em Hảo câu điện, câu bình, câu đồ xong rồi mình sẽ nổ máy lên cho mọi người nghe ha.
chưa xài, chưa dính khói. Mới vừa châm nhớt vô, chút nữa châm xăng vô rồi nổ máy, nghe thử coi máy nó êm hay không nha mọi người. Châm nhớt máy nữa, nhớt máy, nhớt thơm với lại xăng rồi đạp nổ máy lên nha. Đây, châm xăng chuẩn bị nổ máy nha mọi người. Bô rì vô chuẩn bị nổ máy nha mọi người. Làm xe, chủ xe ngồi kế bên luôn. Hảo áp lực dữ lắm. Xăng nó xuống nha mọi người. Cất tiếng khóc chào đời. Em kéo lên hết cỡ cho nhớt nó bơm vô cái ống này xuống bùn dên nha mọi người. Rồi, thấy chủ xe cười mỉm mỉm là thấy được rồi đó. Đúng không Hảo? Cho nhớt xuống. Chưa ra khói nữa mà. Đang nổ rô đây nha mọi người. Bỏ bình xăng ý vô một phát ăn ngay. Bỏ vô cái đủ xăng đủ gió luôn. Chút rô đay xong rồi ơi lộn rồi. Chắc rô đay cũng khoảng 2-3 bình xăng lớn. Tại xe anh phát sấy cho để rô đay nha mọi người. Xăng Italia.
đài mà anh phát nẹt quá nẹt. Nó đều đều lại nha mọi người. Cục máy mà mới làm mới đầu nó sẽ hơi xào xào tại đổ chưa đều. Khi mà đồ nó đều rồi nó sẽ êm hơn nha mọi người. Tiếp tục vô cái boe. Đi cái bình xăng ý này không có cần móc khoét boe gì hết nha mọi người. Để như zin nó không có cần đục lỗ khoét lỗ thêm gì hết. Những cái bình xăng khác thì phải đục quấy khoét lỗ thì nó mới chạy được nha. Còn bình này thì để zin không cần khoét đục. Khoét đục vô chạy là không được. Nó ngược lại với những cái bình xăng khác nó vậy á. Ốc này gắn đỡ nha mọi người. Chút nữa kiếm ốc zin gắn vô, ốc thâm nhớt. Vô bình xăng cái vừa đủ luôn. Là cái bình xăng ý này là khui hộp xé ra là chưa có canh có chỉnh gì hết nha mọi người. Bỏ vô cái xe này, cái lồng này, trái này là vô cái ngay hệ luôn. Không cần thay bét, thay lắc lừa hay gì hết nha mọi người. Cái công đoạn lặt vặt linh tinh nữa là xong nha mọi người. Vừa anh em thấy hỏi giờ anh phát đâu hay gì đó mà để em Hảo đáp. Thực sự là em Hảo là một trong những người đệ tử đầu tiên của anh phát nha mọi người. Rất là rành và cứng nghề nha mọi người, làm rất là tần mần tỉ mỉ, chi tiết từng chút, không có nhanh, không có vội nha mọi người, cứ từng chút. Và Hảo gắn bó với anh Phát cũng rất là lâu, sau này về quê, xong rồi bây giờ lên phụ anh Phát tiếp nha. Tất cả các xe
làm ở tiệm anh Phát thì cục máy, riêng vào cục máy thì anh Phát sẽ là người đứng ra trực tiếp anh Phát ráp cho mọi người. Chỉ có đồ linh tinh, đèn ngoài, bắt gấp thắng đồ này nọ là anh Phát để cho những người em, đệ tử của anh Phát ráp ha. Còn riêng phần máy là đích thân anh Phát đụng tay vô nha mọi người. Nhưng mà những em như em Hảo hay mấy em mới sau này thì vẫn có thể ráp cục máy được, nhưng mà mình chỉ đưa những cái xe như kiểu như xe của mình thôi mọi người. Xe của mình là chuyên gia tháo ra gỡ vô mỗi ngày, nên xe mình máy móc rồi mình để cho mấy em gỡ ra giật tay nghề về này nọ cho đừng có quên nha mọi người. Nhưng mà vẫn ổn, xe mình vẫn đi ầm ầm cả lâu nay rồi, không có vấn đề gì hết nha mọi người. Nhưng mà vì cái uy tín với lại chất lượng thì ráp phần máy, phần giữa, phần bụng giữa là anh Phát vẫn là người trực tiếp đụng tay vào làm ha mọi người ha. Nên mọi người cứ yên tâm, máy móc mà gửi anh Phát hay là mình nhận đây nọ là đích thân anh Phát tự tay làm nha mọi người. Mới gái lên thôi nhưng mà chưa có bắt cái chốt ở đây ha. Cái yên phơm Malaysia làm sản xuất thì nó sẽ, cái phơm nó sẽ góc cạnh nó thon, nó gọn, nó hài hòa với cái xe ha. Chứ không phải là yên mà loại 1, loại 2 thì nó sẽ nhìn cái xe nó sao ta, nó không có cái góc cạnh ha. Còn yên đúng zin thì nó sẽ lên cái xe, nó nhìn cái xe nó gọn gàng, nó đẹp lắm. Hảo đang kiếm đồ bắt ốc vô đây là cho nó ngay ngắn nha mọi người. Rồi, rửa ráy cho nó hết cái nhớt. Tay chân bóc vô vàng áo nó bị dính dấu tay nha mọi người, rửa cho nó sạch sẽ. Rồi bắt đầu đi dán tem canh con IC lại nữa là xong, ok xuất xưởng nha mọi người. Chơi da dép hệ ngon bổ rẻ, dựng lên từ 4 món nha. Vô cặp kiến chiếu hậu Vin là thấy uy tín cái xe lên liền nha mọi người. Xì tay của chủ xe, ốc màu mới kịp. Sala da thì được hai con bên đây, còn nhiều là ốc Vin nha mọi người. Thì chủ xe yêu cầu gì thì sẽ chơi cái đó nha mọi người. Quan trọng là chủ xe đây là đó đứng. Chủ xe thấy đẹp là được nha, không cần ai thấy đẹp á. Chút nữa đi dán tem canh IC lại cái là xong ha. Đó, chủ xe đứng ngắm nghía từ hôm qua giờ nha mọi người. Ăn ngủ ở tiệm luôn, khi nào xong xe rồi mới đi về chứ. Quyết tâm là hôm nay lấy xe về. Rồi giờ anh Phát set lại con IC nha mọi người. Con IC này căn bản là mua về là không gắn vô thì nó vẫn nổ máy nhưng mà nó không có ổn nha mọi người. Nó phải canh củi lửa đồ lại. Cái xe nào cũng vậy, giờ có đẹp có mới kèn cái nào nhưng mà không có cái bộ tem là nhìn nó kỳ cục cái xe đấy ha mọi người. Một cái bộ tem như kiểu như là cửa sổ tâm hồn của xe, như người mình là cặp mắt vậy đó. Vàng áo có đẹp cỡ nào đẹp mà không có tem lên thì cũng thấy nó kỳ ha mọi người ha. Đó, canh con IC lại một cái rồi bắt đầu đưa cho người em chủ xe đi dán tem. Bảy màu rồi, gắn mấy cái tiểu tiết xong rồi ha. Cái video này là mình sẽ không có quay về phân tích cái đồ loại máy ha mọi người ha. Tại vì người em chủ xe đưa cái gì anh Phát sẽ gắn vô cái đó, anh không có phân tích là đồ zin, đồ hãng gì, chia sẻ gì cho mọi người.
biết thêm chút ha. Như cặp vỏ này lúc đầu thì người em chủ xe đưa là lại là cặp vỏ Camel, cái hiệu Camel, thì sau này nhìn cái gai này nọ không thích, rồi người chủ xe đẹp lại cặp vỏ khác, cặp mâm khác gắn vô hiệu Pirelli, cái gai cũng đẹp lắm nha mọi người. Vàng áo xe nó bóng, nó sôi xuống đường nha mọi người. Đó. Chứ không phải là bị lem nhem dơ, tại chưa có tem nên nhìn nó hơi kỳ kỳ ha. Đó, giờ đang canh IC lại nha mọi người. Xe ở gần bên nhà anh Phát ha mọi người ha, nên sát bên, nên thả xuống đường chạy thử luôn chứ khỏi vô đây nô canh nha mọi người. Còn cái xe anh em ở xa thì không có này nọ, không có dám chạy ngoài đường thì anh Phát bỏ vô đây nô canh. Còn xe này của người em gần ở bên nhà nên canh trên đây rồi xong rồi sẽ bỏ xuống đường chạy thực tế luôn. Xong là xe có duyên liền nha mọi người. Cái xe đẹp cái nào đẹp mà không có bộ tem vô nhìn nó trơ trọi lắm nha mọi người. Cửa sổ tâm hồn cái đó, bộ tem là dí như cửa sổ tâm hồn đó, thật sự nha mọi người. Rồi xong xuôi, còn có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu ha mọi người, không có phải quan trọng là phải tồn phải tiếc gì hết ha. Giờ đạp nổ máy cho mọi người nghe ha, để nên cái bục này hơi khó đạp chút. Rồi vô cái ni trong luôn cũng dễ thương nè mọi người. Em thì thầm anh em nào cần bình xăng ý, lưỡi gà V-Fort hay là mobin 4SS hay là phục ni trong 11 này thì mạnh dạn liên hệ mình ha.
xe này đi lòng cháy nhỏ nha mọi người. Cần những món đồ phụ tùng bình xăng, IC, hemobin hay phuộc, hoặc là tất cứ món đồ nào của xe da dép, zin hoặc là tồn mới thì mạnh dạn liên hệ mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0924 39 39 39 ha. Rồi, bye bye mọi người, cho mình xin một cái like, một cái đăng ký ha.